Thưa quý vị, 12 tỉnh thành trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện cách ly xã hội và các nội dung khác trong chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra cách đây ít phút tại cuộc họp thường trực Chính phủ hàng tuần về phòng chống đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chia 63 tỉnh thành theo 3 nhóm: nhóm nguy cơ cao, nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, nhóm có nguy cơ cao có 12 tỉnh thành phố bao gồm Bắc Ninh, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hà Tĩnh. Các tỉnh này tiếp tục thực hiện nghiêm tất cả các nội dung trong chỉ thị 16, trong đó có cách ly xã hội ít nhất thêm một tuần nữa đến hết ngày 22 tháng 4, tùy tình hình có thể kéo dài đến 30 tháng 4. Đây là các tỉnh thành nằm trong số 27 địa phương có người mắc COVID-19. Theo đó, mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tuy là 12 tỉnh có nguy cơ cao, nhưng nhóm này cần quan tâm đến sản xuất, xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa. 51 tỉnh thành còn lại được chia thành nhóm có nguy cơ và có nguy cơ thấp. Trong đó, 15 tỉnh thành phải tiếp tục thực hiện có lộ trình chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm toàn bộ chỉ thị 15. Còn 36 tỉnh thành có nguy cơ thấp phải thực hiện nghiêm chỉ thị 15. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quyết định các hình thức hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể, đảm bảo yêu cầu chống dịch. Đồng thời thực hiện các biện pháp bắt buộc gồm có hạn chế người dân ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác tối thiểu là 2 mét, cấm tập trung đông người kể cả các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng và cấm các dịch vụ vui chơi giải trí, đồng thời tiếp tục đóng cửa các khu du lịch. Thủ tướng cũng quyết định là tiếp tục hạn chế người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam như hiện nay.